Xin chào các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị làm mồi Tụi mình sẽ làm hấp hành với lại lá quế á các bạn. Hai mình nhậu. Hai mình nhậu bữa nay thứ bảy cuối tuần. Nhậu tâm sự đời cô biển. Tâm sự chuyện của hai chúng mình. Chuyện của hai chúng mình đó, trời gốc á. Cải lương quá. Cải lương á. Đó, xả với quế mới ra cắt đây. Để em cắt vô. Mấy con này nè các bạn, to dễ sợ luôn á. Bây giờ em sẽ hấp nó. Chuẩn bị hấp này. Wow, nghe mùi thơm quá em ơi. Quá thơm ha, để em xốc nó lên. Cái tay đau quá, xốc không được. Cái nghề của em mà. Để đá cái hình như em thấy cái thịt nó lọt hơn là lúc mình mua, mình bắt về mình luộc liền cái gì anh? Em chưa biết nữa nhưng mà nghe cái mùi thì nó cũng y chang á. Đó, mùi xả với lại mùi lá quế á. Nghe thơm dữ lắm. Quá ngon á. Cho chút xíu để cho nó mở miệng đi ha. Nếu mà nó không hào nè. Ok, em bày nó chút xíu nữa. Đây, chút nữa hai vợ chồng nhậu như đây ha. Tối nay cha xỉn bữa nha. Mua cái cây chanh này là có ý đồ các bạn. Để pha rượu uống. Và rượu với pha nước chanh cho Alex á. Dạ, Alex thì ghiền nước chanh. Đây nè, để mình cắt cái trái này nha. Một trái chắc đủ hả anh hả? Đủ dư sức. Bây giờ cái tay em nó đau quá, cầm kéo không được nè. Oh my god. Kỳ vậy. Ở đây chút nữa mình pha rượu ha. Giờ em gắp ra. Dạ. Gắp ra từng con cho nó đừng có nước. Đúng rồi, nóng. Nóng không? Ra nước nhiều quá ha. Ờ, ý là em không có bỏ được miếng nước nào luôn á. Thường thường ốc rồi vậy anh, ốc với ruột cua rồi á. Luộc hơi nhiều không? Ừ. Ê, nó hơi bị teo không? Hơi lâu quá hả? Ừ. Tại lo đi cắt trái chanh. Mấy con sò này màu chín lắm. Dạ. Có mồi nhậu các bạn. Mời các bạn nha. Chia. 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 Wow, my god. À, cái hồi nào giờ mình không có biết uống rượu, uống bia gì hết đó các bạn. Mà anh Hùng tập á. Anh tập á. Cho nên là bây giờ là rượu pha này mình uống 3 ly xong là đi ngủ thẳng cẳng luôn. Đây nè. Ngon ha. Hôm nào mà rủ mình nhậu là tối đó là lo cho Alex đi nha. Ngủ quên lối về luôn á. Mấy cái con sò này các bạn, hôm bữa tình cờ anh Hùng ảnh lặn, ảnh phát hiện được cái chỗ đó nó có thôi. Chứ bây giờ cũng khó tìm anh ha. Khó lắm. Bữa đó ảnh lặn chơi nhưng mà sao thấy có á. Rồi mình mới bắt luôn á. Chứ bây giờ mấy cái con này khó lắm. Hồi trước thì nó rất là nhiều luôn. Cái lúc mà mình mới qua
rất là nhiều. Chứ bây giờ mấy con hàu này nó chiếm chỗ hết rồi. Dạ, anh ăn thử coi, ngon. Hôm nay em thấy em làm nó hơi bị teo hơn mọi khi. Nó cũng ngon nè. Thịt không à, cái con này nó to lắm. Ngon. Ngon ha. Ok, nhập tiệc. Nhập tiệc. Mời hả? Mời cái rượu này là hả? Thường thường mình thích uống bia. Nhưng bữa nay đi dệt trễ cho nên mua bia không có được. Cho nên còn rượu. Còn rượu thì lấy ra làm ngon. Màu sắc đẹp hết các bạn. Như bữa nay luộc nó hơi lâu nè ha, nó bị teo một xíu. Tại vì nó ngọt á, mình uống được á. Bia thì mình không có uống, nó đắng á, mình không thích. Nhưng mà cái này uống xỉn là nào không hay. Màu xỉn đó. Nhưng con này như chưa có hở. Thế là chạy ra nó hở không? Nó hở rồi nè. Bữa hôm qua lạnh thì nó cũng hơi lạnh. Dùng một thu rồi. Một thu rồi đó cho nên lạnh hơi lạnh. Ngon, mấy con này ngon. À, cũng ngon nè em. Mình đã chết rồi. Thường thường mình nướng bữa nay không mấy con mình hấp đỡ. Nướng con hàu anh mới chạy cho em á. Mình thử đi. Ủi, con này hơn vậy. Con đó em mới để lại. Phải để mà tưởng hơn chứ. Cá nướng hôm qua mình cũng còn các bạn. Hồi cuốn vài cuốn. Dự báo thời tiết nó nói là ngày mai với thứ hai thì nóng quá, ấm quá. Thì mình sẽ đi biển tiếp. Mình có còn còn đi biển nữa rồi. Phải đi câu cá. Cá nục giờ này nó ăn nhiều lắm. Có bạn thắc mắc hỏi anh qua bao lâu năm rồi kìa. Anh ơi, qua năm Huy. Mình qua đây với gia đình 82 lận á. 81. Lâu lắm rồi, lúc đó mình đi hồi còn nhỏ xíu à. Cũng không có nhớ được nhiều. Mà lúc đó sau này mình nói tiếng Việt cũng dở lắm. Nói tiếng Việt giỏi giỏi chút xíu thì sau này à. Từ lúc mà dê mình đó các bạn, cái ổng rành tiếng Việt luôn. Cho nên chắc mấy bạn cũng để ý hai mình nói tiếng Việt nhiều lúc cũng hơi bị cà lâm đúng không? Thì có nhiều bạn thắc mắc á. Hỏi là qua hồi nào thì anh Hùng ảnh qua khoảng 40 năm ấy các bạn. 40 năm cuộc đời. Gần 40 năm ha. Gần 50 tuổi rồi. Rồi đi bằng đường biển vượt biên. Mình qua là mất 10 tuổi. 9 tới 8 tuổi á. Vô. Hồi nửa ly cái đỏ cái mặt. Lâu quá nào giờ Việt Nam cũng buồn. Thường á thì năm nào tụi mình cũng về hết á các bạn. Làm cực mà cho nên cũng ra một cái môn cho mình, cũng ra một cái giống như là cái dự định đó là mỗi năm tụi mình sẽ về Việt Nam ngay dịp Tết ăn Tết một lần. Mùa hè thì đi du lịch ở châu Âu một tuần đến hai tuần vậy đó, để giống như động lực á. Tự nhiên mình thích đi mùa đông bởi vì ở bên này nó lạnh, còn ở Việt Nam thì thời tiết nó mát lại. Mình đi vào dịp Tết thì nhiều lúc nó cũng hơi cực ha. Đi xe, đi đâu cũng đông người á. Dạ. Nhưng mà sau này mình hết đi dịp Tết được rồi. Mình tới á. Đúng rồi. Alex nó vô học rồi thì tụi mình đâu đi dịp Tết được nữa các bạn. Không, chỉ đi dịp mùa hè. Năm tới nữa là Alex bắt đầu vô lớp 1 á. Alex 6 tuổi là vô lớp 1 rồi thì tụi mình sẽ không có cơ hội để mà đi ngay dịp Tết nữa. Mà đi mùa hè. Năm này thì còn cơ hội nè, nếu như mà dịch bệnh nó hết sớm á thì còn đi ra được. Đó.
Cái năm năm 2021 có 22 là đi không được. Ủa không, cái con này nó to nè. Bự á. Nhìn của mình thở bên nó quy hết nè. Anh em ba mẹ. Mà phía Quyền thì còn nhiều. Cho nên về á thì thường ở Cần Thơ thì cũng nhiều. Còn em thì được anh Hùng lãnh qua đây trước qua ha. Cũng hơn cũng 11 năm mà chưa biết ai hơn à. Hơn là không có đi được biên bố mẹ rồi. Thì mình qua cũng 11 năm rồi hả các bạn. Mình qua năm 2009. Mẹ đó tay vậy. Mẹ có gì? Mẹ có, mẹ không, mẹ lớn nữa. Sao mẹ lớn vậy? Con ăn đi con. Thì có nhiều bạn hỏi là qua đây có khó khăn gì không ngay lúc đầu á. Với mình thì mình thấy không khó khăn gì hết. Cái khó khăn nhất đó là về ngôn ngữ đó các bạn. Mình không có thể giao tiếp được đó ngay lúc đầu á. Thì tại vì ngay cả ở Việt Nam á thì mình cũng không có bạn bè, cũng không có tụ tập, cũng không có tiệc tùng gì hết á. Cho nên khi mình đi á thì qua bên đây á thì có nhiều người nói buồn á, thì mình thấy cũng có hơi buồn một chút xíu. Là do nhớ nhà, nhớ gia đình thôi, chứ không có phải là do thiếu tiệc tùng hay đi chơi gì, hay không đi chơi được mà buồn ha. Thì mấy cái đó mình không có. Tại vì mình sống nó cũng giống như là nó ở nhà nó quen rồi á. Mình cũng không ít có đi chơi á, cho nên mấy cái chuyện đó nó không có vấn đề gì á. Đó thì qua đây mình mất 1.5 năm để hòa nhập được. 1 năm chứ, 1 năm đến 1.5 năm để hòa nhập được cái cuộc sống bên đây á. Thì lúc mình qua thì mình đi học tiếng Na Uy, sau đó thì mình đi làm. Thì đi làm được 1 năm hả? 1.5 năm thì hai đứa mình ra mở một cái riêng để hai đứa mình tự làm chủ. Đúng rồi. Đến bây giờ luôn á. Okay. Mới đây cũng đã 10 năm rồi. Thì khó khăn với mình thì mình thấy khó khăn về ngôn ngữ thôi, chứ còn qua đây thì mình thấy ở Na Uy nó tạo điều kiện cho mình rất là nhiều luôn á các bạn. Nhiều. Nó tạo điều kiện cho mình đó. Mình siêng năng là mình em thấy mình có ha. Có được những gì mình muốn á. Rồi, okay. Chúc mừng. Chúc mừng. Và bên Na Uy á thì lúc còn trẻ thì nó dễ học tiếng tiếng hơn, lớn rồi thì nó hơi khó chút xíu, nhưng mà ráng cố gắng thì cũng không đến nổi đâu. Mình đi làm mình nói chuyện hàng ngày thì mình học nó cũng nhanh. Ở đây là... Ủa, ăn đi con. Này. Chơi đi, vừa ăn vừa chơi, bao bao bể cho con nha. Nha, bể cho ăn ha. Để ăn vừa chơi. Ăn các bạn. Chỗ con này ăn hoài không ngán mà. Con Hào ăn mình còn ngán ha. Còn con này ăn nghiền á, ăn nghiền á. Để nguội nó không? Papa chơi. Thì cái hậu ở bên Na Uy thì nó tuyệt vời lắm. Mùa hè rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây nó có đúng 4 mùa luôn á ha. Mỗi mùa nó có một cái chơi riêng. Thì cho nên mình cũng chia nó ra là chơi được 4 mùa hết. Ví dụ như mùa thu thì nếu mà nó trời mưa thì nó buồn á, nhưng mà lãng mạn lắm các bạn. Lãng mạn lắm. Còn mùa hè thì thôi tuyệt vời, không thể nào chê được hết ha. Mùa hè thì đẹp. Còn mùa đông thì Alex rất là thích đi trực tiếp. Đi lên núi trực tiếp chơi, đi xi á. Đi trực tiếp á các bạn, cũng vui lắm. Vui. Có hai loại để chơi tiếp. Một là mình đi xi, còn hai là mình ngồi mình tuột xuống cái dốc á, vui dữ lắm. Em khoái đó đó, mình đi mình nghiền nó vui lắm các bạn. Bạn thích chơi đáng người rồi. Chứ ok. Ok, mẹ nói biết ngồi uống. Dạ biết chứ. Nói giỏi lắm. Rồi đó chảy xuống. Dạ. Giờ đi vượt biên á hả, phiêu dữ lắm. Đi một lần thôi chứ đừng có đi lần thứ hai, lần thứ hai chứ không ai dám đi nữa. Tại vì biết cái cảnh rồi ha, nghe ha. Chờ đi bảo lãnh nghe nó sướng hơn.
Hết mồi luôn rồi. Đỏ mặt rồi. Đỏ mặt hết trơn rồi. Mặt đỏ hết bừng bừng rồi. Thì cảm ơn các bạn đã đón xem những clip của gia đình nhỏ và ủng hộ gia đình nhỏ ha. Hẹn các bạn vào những clip sau. Ok, bye bye các bạn. Bye bye. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.